Tối ngày 16 tháng 9 năm 2022 nhằm ngày 21 tháng 8 năm nhâm dần, tại chùa Nam Hải, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hải Phòng đã trang nghiêm diễn ra lễ hô thần nhập định, an vị tòa tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng và chư lịch đại tổ sư chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố Hải Phòng lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027. Tại buổi lễ, Chư Tôn Đức đã cử hành nghi lễ trì chú, sái tịnh, hô thần nhập định và an vị tòa tượng Phật, Bồ Tát, Thánh Tăng tại ngôi đại hùng Bảo Điện, tôn tượng Bồ Tát Quán Thế Âm và an vị tôn tượng chư vị lịch đại tổ sư tại tổ đường Chùa Nam Hải đồng thời cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, cầu nguyện cho Đại hội đại biểu Phật giáo thành phố lần thứ 9, nhiệm kỳ 2022-2027 được thành tựu viên mãn. Được biết vào 9 giờ sáng ngày Chủ nhật 18 tháng 9 năm 2022, tức ngày 23 tháng 8 năm nhâm dần, sẽ chính thức diễn ra đại lễ cắt băng Khánh Thành Chùa Nam Hải, trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, thành phố Hải Phòng.